Anh ơi, đêm quay cho anh mấy cái cây nhá. Thứ nhất là chay ruột đỏ. Anh nhìn cái gốc nó, cây nó già, nó đỏ lử. Còn cái đường kính này to lắm. Tí nữa em đến gần thì em đo cho anh có đâu. Em quay cho anh cái này, anh nhìn có, anh nhìn thấy cái quả ở trên đây không ạ? Đấy ạ. Đấy ạ, giữa màn hình đấy ạ. Đấy, cái quả vàng vàng đấy ạ. Đấy ạ. Đấy, nó đang quả rồi nha anh nhá. Cây này thì là dâm ủ rồi anh thấy này, cái lá cành nó ra lâu rồi. Còn đây nhà em cũng cả có những cái cây mà mới khai thác về đấy, thì sống thì đảm bảo rồi, sống 100% rồi, nhưng mà nó là mới, cành lá nó chưa lên nhiều. Còn cái cây này lá lên xanh rồi này. Cây này về chiều cao cái đoạn thoát kia thì chắc cũng phải tầm được gần 2 mét, còn cây này cũng phải tầm 6-7 mét anh ạ. Đây, vẩy lướt ra nó đỏ lử này. Còn đây là 1, 2, 4, 5. Đường kính gốc của nó phải tầm được 4, 45 cm anh ạ. Ngoài ra có cái cây như này nữa này. Đây ạ. Cây này thì đường kính gốc bé hơn anh ạ. Ở... nó cây cũng cao 6-7 mét. Bọn như này là có quả hết rồi anh ạ. Cái này thì đường kính của nó chắc tầm 10-12 anh ạ. Cái này thì thoát dài, thoát dài thoải mái luôn, 4 mét. Hoặc không cái cây như kia, cây trong thì cây đấy thì nó cũng chỉ được tầm 10-12 đấy ạ. Cây cao 4 mét, hơn 4 mét. Nhiều các cái kích cỡ thể loại lắm. Anh xem anh ưng cây nào thì anh báo em. Còn nếu không thì anh đến tận vườn chọn anh ạ.